đông đã sang, với một chút tuyết rơi đầu mùa, đẹp một cách nhẹ nhàng, bình dị mà tinh khôi. Tôi vừa trải qua 2 tuần Waterfast, thanh lọc cơ thể bằng nước suối nguồn ở ngôi làng nhỏ Tobel giữa vùng núi Alper, Thụy Sĩ này. 2 tuần chỉ uống nước tinh khiết, giúp cơ thể đào thải được rất nhiều độc tố tích tụ suốt mấy chục năm trời. Và đây cũng là một dấu mốc quan trọng trong quá trình đồng bộ hóa toàn diện với lối sống thanh đạo, thanh lọc và tỉnh thức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi từng bỏ ăn bỏ ngủ, chán ghét bỏ bê chính bản thân mình và cảm thấy sự tồn tại của mình thật vô nghĩa nếu không có ai bên cạnh. Làm gì cũng vô nghĩa, ăn gì cũng vô nghĩa, sống cũng thật vô nghĩa. Và tôi từng đổ lỗi cho sự bất mãn dằn vặt nội tâm của chính mình là do mọi người và môi trường sống xung quanh gây ra. Tôi cứ thế trốn chạy chính cái sự vô nghĩa và bất mãn trong chính mình bằng cách vùi mình trong công việc, các dự án lớn nhỏ, đàn hát, rồi thì nghiên cứu sách vở, cố gắng tìm kiếm chính mình và khẳng định bản thân mình. Rồi thì cũng đến lúc tôi rời bỏ tất cả. 2 năm trở lại đây, sau một cú sốc lớn, tôi buộc phải đối diện với việc có thể mất đi tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Bản ngã lúc đó thực sự không còn lại chút gì để bấu víu. Và đó chính là lúc tôi thực sự nhìn thấu chính mình, nhìn thấu những gì là thật, là quan trọng và có ý nghĩa trong kiếp người này. Những thói quen cũ, những vòng lặp cũ của cách nghĩ, cách nhìn, cách phiên dịch và cảm nhận được thay thế bằng lối sống thanh đạo, nhẹ nhàng, bình yên mà tỉnh thức. Tôi trở thành người du mục, người cư sĩ sống giữa xã hội hiện đại nhưng không thuộc về nó và không còn bị nó chi phối. Tôi nhìn thấy sự thật, vẻ đẹp và sự hoàn hảo đằng sau mọi sự vật, sự việc, hiện tượng và con người và ý nghĩa thực sự của kiếp người. Nỗi cô đơn và sợ bị đánh giá được thay thế bằng sự độc lập, vững vàng, bình yên nội tại. Và những niềm vui nhỏ bé, đơn sơ giữa mọi hoàn cảnh và mọi môi trường sống. Khát khao khẳng định bản thân và đuổi bắt thành công trong cuộc sống được thay thế bằng cảm giác bình yên, nhẹ nhõm khi thực sự hiểu rõ chính mình và sống thật với chính mình. Vẻ ngoài, danh vọng, tiền tài, hình ảnh bản thân hay khát khao có người đồng hành không còn mảy may trong tâm trí. Thay vào đó là sự thấu hiểu, trân trọng, yêu thương tôi thực sự dành cho chính mình. Tôi vẫn ngày ngày dành thời gian đọc sách, suy ngẫm và đặc biệt là quan sát chính những diễn biến trong tâm trí và bản thể của mình để tiếp tục thanh lọc và tu sửa. Thiền đã luôn là một phần thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày trong suốt 10 năm qua, giúp tôi tĩnh tâm và mọi thứ trở nên thông tỏ. Bên cạnh đó là việc rèn luyện sự dẻo dai của cơ thể với những động tác nhẹ nhàng hàng ngày. Thời gian này, tôi bắt đầu chia sẻ thường xuyên hơn về những kiến thức và góc nhìn của mình về sự sai lệch và những niềm tin giới hạn tạo nên bởi xã hội, tâm trí và bản ngã
dắt mình mò mẫm hướng đi để vượt qua 17 năm trầm cảm, để tìm thấy chính mình, thấu hiểu chân lý và sống với lòng thấu hiểu từ bi và tỉnh thức, như một minh chứng thực tế thay cho mọi lời nói và lý thuyết sách vở. Một cuộc đời bình dị, trong trẻo, an yên và tự do.